Các bạn đã coi bộ phim của Mỹ ha, gọi là Ma Tốc Độ. Thì trong bộ phim nó nói về một chiếc xe máy mà khi nó đạt tốc độ cao quá là tự nguyên một chiếc xe nó bốc khói luôn. Nó bốc khói có nghĩa là nó bốc lửa nhưng mà nó vẫn chạy được ha. Nó là ma mà, con ma mà. Nó vẫn chạy được, nó bốc lửa. Bộ phim nó rất là hay của Mỹ. Nếu mà anh em chưa coi thì anh em tìm nó mà coi. Thì mình cũng hay giỡn đùa với anh em ở mua bán hay là tới cửa hàng mình, nó còn nói con ma tốc độ là sao. Riêng dòng xe đạp Nhật bãi của mình mà thương hiệu của Yamaha và Panasonic ha, mình chỉ nói hai dòng thương hiệu thôi, thì động cơ 36V của những anh như vậy khi đã lên tay ga nha, khi đã lên tay ga là lên cái bộ phận S688 này với lại cái bộ phận ga như vậy, nó chạy kinh khủng lắm các bạn. Mình cũng hay giỡn đùa với anh em rồi là nó là con ma tốc độ. Tại vì sao? Một chiếc xe, cái tổng của cái trọng lượng của chiếc xe nó lên khoảng tầm 22-23 kg, mà nó cho các bạn chạy lên 40 km/h với cái tải 78 kg như mình, thì các bạn thấy nó không phải là đơn giản. Nó không có đơn giản được. Cái tải trọng nó có 20 mấy kg mà nó cho các bạn chạy 40 trên cái số trên 1 giờ. Thì các bạn để ý một chiếc xe máy của mình vậy, nó 8 mấy kg đúng không, nó cho các bạn chạy đến 100 cái số trên 1 giờ đi, cái xác xe bắt đầu nó rung, nó lắc, nó nhẹ chiếc xe máy của mình đó. Những anh chị em đã chạy xe máy rồi cảm nhận cái xe nó lên tới 100 số trên giờ bắt đầu nó nhẹ hẳn luôn. Thì chiếc này nó cũng giống như vậy, cái tải trọng của xe thì nó quá nhẹ mà tốc độ thì nó quá nhanh. Đặc biệt khi lưu ý chiếc xe này mình bán ra lúc nào mình cũng đặc biệt lưu ý về tốc độ. Tại vì thường là mấy anh chạy thì không nói rồi, mấy chị chạy cũng không nói rồi, nhưng mà riêng các bé để mà bàn giao đi học hay là ông bà mình lớn tuổi để bàn giao cho họ đi lơn tơn thể dục thì nó phải cả vấn đề phải đặc biệt lưu ý. Và trên phần khiển cũng vậy, nó cũng sẽ có 5 tốc độ cho các bạn chạy. Các bạn để số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Thì đối với giống bữa mình chạy mới cái số 3 thôi nha. Mình chạy mới cái số 3 thôi mà ông cụ đó là gần 70 tuổi, ông hết hồn các bạn. Hết hồn. Tại vì khi vô ga một cái xe nó chồm về phía trước, ông hết hồn. Đâm ra mình cho ông chạy số 1 trước. Từ từ nhanh lên. Rồi, đường vắng ở đó chú lên số 5 đi. Ông không dám chạy luôn, ông chỉ lên số 3 là hết mát. Có nghĩa là sao? Do người ta chưa quen được chiếc xe mà các bạn nhồi phát một lên số máy mạnh nhất. Giống như các bạn, tôi chấp các anh thanh niên luôn. Các anh chạy xe 100-150 phân khối nhiều, nhưng các anh bước lên chiếc xe Z1000 là 1000 phân khối là các anh, tôi hứa với các anh luôn là các anh hết hồn liền. Nó dạng như vậy thôi. Chiếc xe đạp thường của mình đâu có nhanh dữ gì, nhưng lên chiếc này nó hết hồn. Và các bạn quay lại vấn đề là con này là con của Brighton, hàng Nhật bãi. Có hay là xe của nội địa Nhật, nó không sử dụng nữa, nó không xài nữa, nó thảy ra thì gọi là hàng Nhật bãi, xe cũ hết nha các bạn. Và những con 36V các bạn để ý đi, bữa giờ mình quay liên tục 36V đúng không, các bạn để ý đi. Cái cổ tay mình thiếu đều là nó như một cây tre, nó như một cây tre, hai cây tre gộp lại. Các bạn thấy những cái bộ phận của nó tàn là kịch cộm không, bự vậy không. Đó là nó do nó thiết kế mới xe đạp thôi đó nha. Thằng Nhật nó đã tính mức độ rồi thôi, nó tính đến xe đạp thôi. Nhưng mà về Việt Nam, các bạn gấp thêm cái bộ S866 này vô là đúng hợp lý luôn với cặp sườn này. Đi tốc độ nhanh là hợp lý. Thằng Nhật nó đã tính dự trù về Việt Nam cho anh em mình chế. Nó là như vậy. Các bạn cho dù các bạn có đạp xe đạp đi nữa mà 25-30 cây số trên 1 giờ thì tôi nói thiệt với các bạn, cỡ nào các bạn xé nổi cái sườn này. Nhưng mà nó đã tính hết rồi. 20-30 mà nó đã cho cái cặp sườn kinh khủng như vậy, về Việt Nam là đúng y bài của mình luôn, sử dụng hết động cơ của nó, tận dụng tối đa động cơ của nó, maximum của nó, thì đúng là cặp sườn này là hợp lý. Và những con 36 là các bạn thấy hợp lý, đúng tuyệt vời. Những cái gấp của nó cũng vậy, các bạn thấy không? Những cái gấp xe kia thì làm gì,
gấp này đến 10 thì gấp thường của mình chỉ có 6 thôi. Nó bự gần gấp đôi hết đồ của nó. Và nhìn một chiếc xe nó đúng chất một chiếc xe. Có một người khách sẽ kêu là chiếc xe này sẽ chế. Không có bánh chiếc xe nào mà bánh trước, các bạn để ý đi, nó bự ha. Bánh trước nó bự, bánh sau nhỏ xíu đúng không? Không phải chế. Và cái này anh em mình đã thống nhất bằng thống nhất là không nhắc đến chuyện cũ nữa, nhưng mà mình sẽ nhắc là cái chiếc xe này nó sẽ là như vậy thôi, nó không phải chế nha các bạn. Nó là zin nguyên thủy, nó là nguyên bản, nó là như vậy, không có độ chế. Riêng về cái dòng bánh, sai bánh, khung sườn, hình thái là không có độ chế. Và kể cả cái động cơ của Brighton 36V này mình cũng không độ chế gì hết, xe nó là xe nguyên bản. Động cơ zin của nó Brighton không độ chế. Và riêng những con này thì những anh thanh niên đặc biệt cực kỳ mê. Chẳng hạn như mình cũng vậy, mình là hàng bán, mình gặp nhiều mình vẫn còn mê chứ đừng nói mấy anh. Tôi nói thiệt chứ, qua vậy tôi trang bị một cái yên các bạn ha, hơn một gang tay. Có nghĩa là những mấy anh mà khoảng 70 mấy 80 kg là tôi vẫn cho cái đít, cái chà bá cỡ nào cỡ tôi 78 kg đây. Cái đít cỡ này ngồi lên cái yên này chạy mới sướng nữa. Càng nặng cái xe càng đầm. Đó, các bạn hãy nhìn sướng không? Và tiếp theo một con nữa là một cái nữa là các bạn để ý điều gì. Cái này mình gặp cái gì mình nhớ mình nói cái đó thôi chứ không sự không nhớ hết đâu. Đặc biệt là nó là nhôm không đó các bạn. Từ trên đến dưới, từ trong ra ngoài là nhôm gần như 90%. 5% còn lại là nhựa, 5% còn lại là inox. Các bạn thấy ghê không? Nó thiết kế kinh khủng cái thằng Nhật. Nhôm không đó. Rồi mình phân tích, mình sẽ vô công viên. Trước tiên là mình sẽ ra đường trường để mình test tốc độ cho các bạn thấy cái tốc độ của nó đi. Hướng dẫn các bạn sử dụng về nó. Về phần cơ, cơ là không có điện. Về phần điện, cơ và điện hai cái kết hợp. Xong xuôi hết là bắt đầu mình bước vô công viên, mình sẽ giới thiệu chi tiết trên người của nó cho các bạn thấy. Nó thiết kế phải nói là kinh khủng. Một chiếc xe là hoàn toàn bằng nhôm 90%. 10% còn lại nó chỉ là inox và nhựa. Chẳng hạn như mình thì chưa hợp lý ha. Mình là mình phải lên cái cổ này, mình mấy 74 của mình phải lên cái cổ 3 phân. Cái yên lên 3 phân nữa là hợp lý. Khi cái điểm dừng, cái khớp gối dừng đến cuối cùng là mình thấy chưa hợp lý rồi nè. Cái ghi đông phải lên cao miếng nữa, đi nó mới sướng. Và những anh này mà buổi sáng các bạn đi uống cà phê thì thôi, các bạn nên né xa chỗ khác ra ngồi. Sáng mình đi lấy uống cà phê ha, dựng đó. Ủa sao xe này xe gì, xe điện, xe gì, thương hiệu gì, chạy chạy như thế nào, chạy như gì, ui nhức đầu. Riết thành được cái thói quen. Ra một xe mà lạ là mình lấy mình đi uống cà phê, mà né nó ra, đi chỗ khác ngồi. Nó không có hỏi được, nó bu tới nó hỏi nhức đầu lắm các bạn. Các bạn thấy chiếc SH dựng đó chứ không ai hỏi hết. Nhìn chiếc xe đạp mà dựng cái đó đi, các bạn nó hỏi cho bạn nhức cái đầu luôn. Mấy lần đầu hỏi thì khoái. Ôi, mình đang sở hữu một chiếc xe độc quá. Nhưng mà hỏi riết là các bạn nhức đầu luôn á. Rồi quay lại vấn đề. Điện là hoàn toàn mình tắt, không sử dụng. Mình đang sử dụng phần cơ. Bắt đầu hồi mình điện, cơ trước xong điện, xong đến cơ và điện kết hợp lại. Đó là cách sử dụng của con này. 78 kg, bắt đầu đạp. Còn các bạn thấy để số số 1. Và có lẽ là tiếng gió sẽ ù ù ù trong cái mic. Các bạn thông cảm ha. Mình đang đi ngược gió, những ngày này là bắt đầu gió to lắm. Các bạn thấy không? Đạp giống như không đạp 78 kg. Nhưng mà các bạn thấy đâu có nhanh được. Ngưng cái chân một nhịp lại nè, lắc cái tay nè. Chân nặng hơn, xe sẽ đi nhanh hơn. Đó là cách vô số. Nên ngưng cái chân, lắc cái tay để cho nó an toàn tuyệt đối, không có lợn cợn một số. Rồi các bạn thấy số 3 là bắt đầu nặng lì vô chân nè. Trả về 2 nè, trả về 1 nè, vô 2 nè, vô 3 nè. Các bạn thấy cái đảo của dòng tua chân nó sẽ khác hoàn toàn. Trả 2 nè, trả 1 nè. Tùy theo cái sức khỏe của các anh các chị, cái địa hình các anh các chị đi, hoặc cái sở thích các anh các chị, đường vắng mát mẻ đi lân tơn số 1, leo dốc số 1, sức khỏe trung bình, đầu gối không đau đi số 2. Thanh niên cần đốt calo
thể dục số 3. Không nói được điều gì hết ở cái phần số này. Thì các bạn thấy số 2 hợp lý với mình, để số 2 đi. Không nhất thiết phải 1 2 3 1 2 3. Ha, cái đó là cách chạy đầu tiên. Nhưng mà để test video về vấn đề tốc độ, mình sẽ đi maximum về số và động cơ luôn. Đó là cách chạy đầu tiên. Cách chạy thứ hai, bắt đầu mở điện, bấm im nút giữa là nút nguồn. Thì cái phần dấu cộng và dấu trừ các bạn sẽ tăng máy, giống như mình nói mình sẽ test động cơ thì mình sẽ cho đi maximum, đi hết tốc độ của nó từ số cho đến động cơ. Cách thứ hai lưu ý, hồi nãy lưu ý điều đầu tiên là vô số ngưng chân. Lưu ý thứ hai là đừng ép động cơ, này cũng rất là quan trọng. Ép động cơ là như thế nào? Một cái tải lớn 78kg của mình, hoặc có thể các bạn đèo theo con cái gì đó, vợ gì đó sau lưng, thì các bạn nên cho một cái chớn. Đừng ép nó. Ép nó là như thế nào? Ép nè, vô ga luôn. Các bạn thấy chiếc xe này giật, nó gồng lên nó đi à, nó vẫn đi được á. Nhưng mà nói gì lâu dài ngày tháng, độ bền, các bạn đã xài sai nguyên tắc, đúng không? Các bạn đã xài sai nguyên tắc. Ép nó, đang ép nó. Xe người ta 4 số, các bạn cứ leo dốc, leo đèo số 3, số 4 không. Các bạn đã sai nguyên tắc. Số 1, số 2 để làm gì? Là để khởi động xe, rồi để vượt chướng. Số 3, số 4 rồi để đi chớn. Đó là dòng xe máy của mình à, mình liên đới cho các bạn dễ hình dung. Và bước qua cái dòng S866 này, mình gắn thêm cho nó S866 là cái bộ phận khiển dùng để qua tay ga. Các bạn thấy ghê không? Trồm hức về phía trước hết hồn. Những cái bộ phận thường như cái IC thường hoặc là cái tay ga thường thì nó sẽ cầm nguyên cầm như vậy. Nó rẻ tiền thôi, 200 mấy 300 ngàn. Nhưng mà bước qua bộ S866 này nó lên tới 1 triệu mấy. Phải đặt mới có, đặt hàng châu Âu mới có. À, còn mình thì mình lấy lại tại Việt Nam, chứ không, mình không đặt trực tiếp được bên kia. Anh em mình ta lấy số lượng, người ta mình có giá tốt. Còn riêng về phần S866 thì bắt đầu nó sử dụng bằng một cái chỏ, nó không còn là một cùm nữa. Một cùm như vậy nó cũng rất là lợi hại. Hại là cái gì? Ông bà cô bác lớn tuổi á, thì cái quản xạ của mình là khi nắm vô đây để dắt cái xe đi thì quên, vô tình quên tắt công tắc thì nó còn hoạt động, ụt về phía trước té. Bà bác 60 mấy tuổi ở bên Gò Vấp mang vốn mình vấn đề đó, mà mình cũng không phản ứng, tại vì hướng dẫn thì cũng đã hướng dẫn, nhưng mà người ta đau thì người ta mang vốn thì thôi, chứ sai thì người ta đã sai chứ mình đâu có sai, đúng không? Quay lại vấn đề là cái này nó rất là quan trọng, nó rất là tiện hữu ích. Tiếp một chiếc xe, cách thứ hai là dậm một cái chớn. Bắt đầu vô, các bạn để ý cái ngón tay chỏ mình nha. Dậm một cái chớn xong rồi, đúng không? Bắt đầu vô ga. Mình sẽ đi maximum tốc độ của nó nè. Đúng ra những cái xe này mình quay buổi trưa không à. Hôm nay lỡ quá quay buổi chiều luôn rồi. Đường nó đông. Rồi, để lấy tốc độ cho nhanh đi. Đường nó đang vắng. Đạp vô. Và khi nó đi nhanh quá rồi, các bạn để ý là nó đi nhanh quá rồi, thì các bạn sẽ không còn đạp kịp với cái bắt kịp với cái máy nữa. Đâu kịp nữa đâu, bắt buộc phải cho nó chạy. Các bạn bắt buộc phải cho nó chạy thôi. Và khi các bạn kéo quá lâu, cái tay này giữ quá lâu nè, tự nó sẽ mặc định luôn nha các bạn. Tự nó chạy luôn, không cần phải bấm nữa mà tự nó chạy luôn. Không đạp, không vô ga, tự chạy luôn. Và tốc độ hiện tại bây giờ là 45 cây số trên 1 giờ. Khi muốn nhả động cơ nè, một nhịp, thấy không các bạn, thấy nhịp tay cái vậy là tự động động cơ nó ngắt ra, là nó trở về sẽ đạp thường rồi đó. Nó không còn miếng nào động cơ nữa hết, tự trở về sẽ đạp thường.
trừ khi nào các bạn vô ga nó thì nó mới chạy bằng động cơ lại. Các bạn thấy mình thắng đằng trước một thắng mà thắng không ăn luôn ha. Tiếp tục đường này còn vắng quá. Rồi, dậm phụ nè, vô ga nè. Rồi, chân hết bắt kịp nè. Cho nó chạy mình đó. Tự động là vô chữ B, các bạn thấy chữ B không? Hồi nãy là số 5, bây giờ nó là chữ B, nó là tự động rồi. Thay vì các bạn ngắt một nhát một nhịp vậy là tắt luôn, các bạn có thể nhịp bằng bên này trái. Các bạn nhịp cái tay thắng, tại do mình không có cái tay để mình đang quay phim nè, đúng không? Các bạn nhịp thêm cái ngay đây nữa, bóp nhã nhẹ cái thắng cái là tự động nó xả động cơ ra luôn. Đó là cách thứ hai để ngắt động cơ khi nó đã vô tự động. Rồi khi chở này nó chở về sẽ đập thường mình rồi, không vô ga nữa, chở về sẽ đập thường. À, các bạn thấy lưu ý về tốc độ, các bạn thấy không? Mình đã nói những cái gì lưu ý là phải nên lưu ý. Tại vì cái tải của mình các bạn thấy khá lớn mà nó chạy tốc độ cỡ đó, thì các bạn thử nghĩ các con cháu mình mà mình không quản lý được nó không quen tốc độ, nó chạy cỡ nào ha. Rất là khỏe, nó lưu ý phần đó thôi. Đó là về vấn đề đường trường. Bắt đầu mình sẽ vô công viên, mình sẽ giới thiệu hết cái bộ phận, hết chức năng của chiếc xe, giới thiệu chi tiết trên chiếc xe và độ khỏe của chiếc xe. Cỡ mấy cái cỏ này bình thường 24V nó đã ra qua khỏe, thì cỡ cái này 36V nó leo cái một các bạn, nó theo điều mình không cần đập phụ nó luôn, tự nó leo luôn. Bình thường các bạn thấy mình quay hay quay cỏ là mình hay đập phụ đúng không, nhưng mà riêng những con này thì mình không cần. Rồi, các bạn hình dung về cách chạy ha. Các bạn thấy mình thắng một tay mà thắng nó, các bạn để một hồi mình quay cái bộ thắng của nó kinh khủng lắm, nhưng mà nó vẫn không ăn. Các bạn phải bóp hai thắng và thắng sau, đặc biệt là thắng bi nữa, nó rất cực kỳ ăn. Đây là bộ phận thắng bi đây, các bạn thấy nó xong không còn xong xài thắng gam thắng gom của mình nữa, mà nó xài bằng 6 viên bi. Và cái miếng này, cái miếng tản nhiệt nó phải sống nha, nó phải lắc lơ như vậy để nó chạy nha. Nhiều anh chị em về cái ủa sao cái này chưa siết là không có. Các bạn thấy khi mình rà thắng nóng quá nó tản nhiệt qua đây, nó đỡ hại cái bố thắng. Các bạn thấy nó tính không? Rồi, bỏ chuyện đó qua bên tiếp. Mệt. Khiển này sẽ báo được cái gì? Km/h hồi nãy các bạn thấy rồi. Máy, tốc độ máy thì các bé, ông bà ly số 1, số 2 thôi là vừa. Quen xe lên số 3, số 4, số 5 tùy. Anh thanh niên, các anh thanh niên thì tốc độ cỡ nào chơi không nổi đúng không? Mấy con này thì dễ. Nãy giờ anh em mình test được là 3 cây số. Mình test được 3 cây số. Nó sẽ đếm được đoạn đường đi. Bộ tay zin của Rakuten. Chuông, nó chuông cũng rất lạ ha. Thành lắm các bạn. Càng thắng vô. Và bên cái càng thắng này thì các bạn thấy một sợi dây nè. Đó, khi các bạn nhá về một cái tự động nó ngắt động cơ là nhờ sợi dây đó. Rồi, vàng ghi đông ông tăng nhôm. Đây là bộ phận ga thì nãy mình nói đó rồi, để mình tắt cái ha, để hồi về quay cái ịnh vô nó cái. Bộ phận số cũng vậy, nhanh chậm năng nhẹ. Càng thắng nhôm. Điểm chày không đáng kể. Cái này là cái gì? Cái này là cái thắng khóa cổ. Khóa cổ cũng rất độc, nó giống như cục con header. Bước qua tầm này nó đi khóa cổ lạ lắm. Các bạn nè, thấy khóa cổ là gì? Các bạn thấy bình thường nữa, các bạn dừng lại nó sẽ lật qua lật lại đúng không? Các bạn khóa nè. Đè cái này xuống. Đè. Bẫy này lên. Các bạn lựa nó đó, lừa cho nó vô cái khớp, nó làm cái rịch cái là tự động nó dính. Và thời điểm này nó khóa cổ ha. Mở nè.
bấm tự nó xả ra, mở cổ. Rồi làm lại. Nút xanh và nút đỏ dưới đây ha. À, nhấn nha. Nhấn. Giữ nguyên nha, nhấn nhấn giữ nguyên. Kéo ngón trỏ. Lựa cái ngàm ở dưới dưới cổ này. Nó đúng rơi đúng ngàm rồi đó. Bẩy mạnh, thả tay. Thả tay là khóa cổ. À, tiếp theo sẽ là mình sẽ cam kết với anh chị em là người trên đồ trên người nó là zin toàn tập, không có đồ mới trong đây, đồ zin của nó hết. Thứ nhất, thứ hai, trong cái xe này sẽ là một cái rổ inox mới, rổ nhựa mới, ở trong đây là sắt phủ nhựa mới 100%, đồ mới nha, có nghĩa là không phải của chiếc xe, không có đồ Nhật, là đồ Việt Nam mình. Mở cổ đi cho nó dễ quay, rồi đến tiếp tục là mở đèn. Các bạn bấm im nút cộng, nút cộng trên bàn phím, nhấn im, tự nó mở đèn đi ban đêm. Nhấn im, tự nó tắt đèn. À, mở đèn và tắt đèn nhà lúc đó. Và các bạn hãy nhìn cặp vỏ này. Vỏ giá trị cặp vỏ 24-175, có nghĩa đường kính bánh 24, bản dày của nó là 175 ha. Thông số độc của nó thôi. Và động cơ của nó là động cơ Bridgestone không chế cháo ha, động cơ zin của nó. Bridgestone. Kéo lại lên. Rồi cái tên. Rồi hai cái đũa của nó. Đũa phuộc của nó kinh khủng à. Sơn ngón cái quá trời bự. Và cái càng thắng của nó này. Các bạn thấy những cái càng thắng kia thì nó chỉ là cái cặp giống như càng cua kẹp vô ha. Còn cái này nó cặp kỳ cục lắm các bạn. Ừ. Cặp có nghĩa là nó sẽ, mình nghĩ là nó dồn trọng tâm vào đây, nó cặp cho nó chuẩn giống như sợi dây giật như vậy. Nhôm mới 7 màu ha. Yeah. Và khung sườn nhôm thì các bạn nè, để những cái vảy cá nè, nó hàng rất là thô, nhìn cái vô biết liền, chứ nó không phải thép. Thép nó lòn ở trong. Cái hình dắt kia nó lòn nguyên cây vô trong. Của Bana thì nhiều. Các bạn thấy không? Như mình nói đúng, Bana là 90% là khung sườn thép. Còn riêng Yamaha là 90% khung sườn nhôm. Rồi cái tên đây. Và cái cây giống như mình nói nè, cây như cái tre chăm đốt à. Quá trời bự luôn. Và đặc biệt nữa các bạn thấy không? Nó giống hết trong cái khung sườn của nó. Dây nhà nó lùn hết ở đây. Thẩm mỹ càng lên đề cao thì nó thẩm mỹ, độ thẩm mỹ nó càng cao. Đã ghê không? Khung sườn nhôm liệt kê lại ha. Càng thắng nhôm, ghi đông tăng nhôm, càng nhôm luôn, niền nhôm luôn, mái nhôm luôn, mỗi inox nè, nhựa nè, cái này là sắt nè, nhôm nè, ghi đông tăng cúc yên nhôm luôn nè. Một cái yên zin như mình nói rồi, mình sẽ lựa cái yên bự để dành cho mấy anh nữa. Giò đạp nhôm. Đã không các bạn? Đùm sao nhôm, 3 số cho 3 tốc độ, nhanh chậm nặng nhẹ là nhờ anh này nè các bạn. Shimano. Niền nhôm. Cầm inox. Bộ thắng bi. Các bạn nhìn cái chân trống của nó. Nó cũng khác người ta đúng không? Bự nó bè thế. Ổ khóa zin của Bridgestone. Và đặc biệt này là khi các bạn đạp là không bao giờ âm thanh phát ra nha, nó chạy bằng dây Cura không. Đã không các bạn? Mình quay là không nghe tiếng âm thanh gì luôn á. Sợi dây zin của nó Bridgestone. Và chưa gãy mắt nào luôn nha. Cái mắt này thường các bạn giống như Honda của mình thôi, nó lâu quá nó sẽ gãy, và chiếc này cũng chưa gãy. Và gãy thì nó cũng không có bị gì hết các bạn, nhưng mà khi qua tới cái điểm đạp, nếu các bạn đạp đúng cái điểm đó thì nó là cạch cái thôi, chứ nó không bị gì đâu. Nhưng mà chiếc nào gãy thì mình cũng sẽ báo gãy, và không gãy thì mình cũng sẽ báo không gãy. Đây là cái trắng cho nó đẹp thôi, dàn cặp te.
nhôm thiết vô đây, giò nhôm và bàn đạp zin. Con này mình rất ân ý nha. Rồi lướt qua cái bộ phận đó, tính nha, bộ phận pin. Con này nó sử dụng bằng pin gì? À, cách lấy chìa khóa nè, các bạn để ý nè. Nó mới cho mình lấy được cái cục pin nha. Không có lấy chìa khóa sao là nó không cho mình lấy pin đâu. Rồi, các bạn có thể sạc trên xe. Dưới đây nó có cái lỗ. Nhà các bạn rộng ha. Đối những anh em nhà rộng, các bạn ghim vào đó. Sạc vào điện 220, điện sinh hoạt ở Việt Nam mình đó. Mình đã đưa qua cái bộ phận điện ở trong đây là hoàn toàn 220 hết. Sạc trên xe, cái này gọi là sạc trên xe. Đầy nó sẽ chuyển. Cái này thì chi tiết sau nữa. Qua video không thể nào nói nó nhiều lắm. Báo đầy. Còn những anh chị em, anh em đi làm dân công sở ha, anh chỉ anh cái mẹo nhỏ, sách cục này gần hết pin, vô công ty lận vô vỏ sách, vô công ty sạc 4 tiếng đồng hồ rồi đầy, chiều đem chạy về, đỡ tốn tiền điện, đỡ tốn tiền tháng, tiền xăng một tháng biết bao nhiêu tiền các bạn. Ở trong cái ruột này là một khối như vậy, xài đúng bằng xe Samsung của nó, xe Samsung của nó luôn nha. Xả nó đóng lại cho nó luôn, đưa qua điện 220. Các bé đi học cứ tháo ra đi học. Nói chung dòng xe rất lợi, lợi thế của nó là sạc bằng điện 220, sạc bất cứ nơi đâu. Và riêng cục pin này thì mình sẽ bảo hành đến 6 tháng cho các bạn sử dụng. 6 tháng quá đã các bạn. À, cái con người của mình đó, thường các bạn thấy nó không có chịu một cái gì gọi là cố định đó. Ngày xưa mình gặp mấy chiếc xe này là mình thích lắm, nhưng tự nhiên mình đi cái mình lại thích những cái form xe khác. Mình đang nghĩa đến một cái form xe thôi, nhưng mà mấy năm rồi mình không gặp nó, và nay mai mình sẽ có nó cho các bạn thấy, mình sẽ quay cho các bạn thấy. Nhưng mà nó không có dòng đường phố, nó sẽ đi là dòng thể thao. À, mỗi người mỗi sở thích mà. Ngày xưa thì gặp những con này thì cực kỳ khoái, giờ hết mê ảnh rồi. Bắt đầu mình bước qua dòng tốc độ. Tốc độ anh kia còn kinh hơn anh này nữa, nhưng mà nó phải chồm người, rất là chồm người, gọi là trợ lực thể thao á. Ngày mai mình sẽ quay, mình review con đó cho các bạn thấy. Nó vẫn là động cơ 36V, nhưng nó không, nó trực thuộc cho nam thôi. Và những anh nào cao 1m65 đổ lên đến 1m8 mới sử dụng được con đó. Riêng cho nam, đi tốc độ, đi đường trường. Còn dòng này là dòng đi đường phố, dòng Sài Gòn mình, những thành phố, trong thành phố thôi. Rồi, những câu hỏi nào mà các bạn cảm thấy chưa hiểu, các bạn có thể gọi điện thoại cho mình để mình tư vấn. Chứ qua video không thể nào nói hết được một chiếc xe. Cảm ơn các bạn.